Ok, có lẽ em tính tiếp tục leo núi nhưng mà đau đầu quá nên chuyển vào một game dạng thư giãn giải trí tí. Game này có tên là Gai được gần. Gai gần nhé. Sự trỗi dậy của súng hả? Sự trỗi dậy của súng. Rise of Gun. Game này thì gấp cũng mới đây thôi. Tầm là nửa tháng trước. 8 tháng 10 năm 23 vẫn đang trong giai đoạn Early Access. Thì game cũng rất là thành công nha, rất là nhiều lượt follow luôn nè. Khi ra mắt trò chơi bản chính thức thì sẽ tăng giá tới trên lô game đây. Thì vô thanh toán tiền chúng ta được tay súng. Mình có thể là xây dựng như cái kho súng của mình đó, cửa hàng bán súng à. Cái này một số mini game, đây giả lập là cái cửa hàng bán súng. Vẫn là con game thuộc thể loại simulator thôi. Rồi chơi thử coi sao. Ok. Có chỉnh ghi xin FPS, BS gì không? Chúng ta để 144 thì nó lót hơi nặng tí nhưng mà vẫn ở mức chấp nhận được. Đồ họa thì giảm về 2 thôi. Thực ra trong mấy cái setting đồ họa này anh em để giữa mức 2 vụ cha trên cái màn UHD nó chả khác bao nhiêu cả. Cái tiếc là không có tiếng Việt của chúng ta. Có xếp không ta? Hay là chỉnh trong đây nó tự xếp luôn? À, cái này là bắt đầu game. Chế độ này thì chỉ có trong cái mà chủ đề đầy đủ thôi, cái bản game đầy đủ thôi. Nên hiện tại chúng ta chỉ có thể chơi được chế độ tự do là remote này. Bắt đầu hướng dẫn. Ok, tốc độ chuột thì cũng hơi cao một tí nhưng mà không sao, rồi chỉnh lại một tí đi. Tầm nhiêu ta, tầm nhiêu đây được không? Rồi đúng rồi, đây là cái người bán vũ khí cho mình. Thì cái mấy cái người này là chỉ có phiên bản giới hạn thôi. Đây là người mua cái vũ khí của mình đó, khách hàng của mình đó. Nếu mình mà phải thực hiện cái mà yêu cầu của họ trong cái thời gian ngắn nhất, nếu không hoàn thành thì họ sẽ bỏ đi. Trời, cửa hàng như đống rác như này à. Thì đóng mở cửa hàng. Hai các bạn. Nhấn B để mở cái chế độ Garage Mode. Đây. Những cái khu màu đỏ này á thì mình có thể quỷ nó đi. Trong khi những cái màu xanh đó thì mình có thể mua thêm mấy cái vật phẩm đó. Rồi, coi như đây là hiệu ứng mua bán. B, vô chế độ Wedding Mode. Mình cần 100 đô để dọn dẹp đám này á. Sao mà dọn gác mất tiền quá vậy? Nhấn E để tương tác với radio. Mình có thể mở thêm cái nhạc trong cái đống này. Bây giờ làm cái gì? Giờ thì chắc chọn cái bãi này trước. Vỏ đạn. Dọn mấy cái gác nhỏ nhỏ này thì chưa tốn tiền. Trời ơi, khách anh đi giày vô. Chọn cái đống này mất 100 đô.
Tôi không biết mình đầu tư tiền gì nó có xứng đáng nữa. Một hồi không tìm được cách kiếm tiền là toang luôn á. Rồi, coi như sạch sẽ. Em này họ báo cáo tròn hết. Đây là mình cần phải có vũ khí để đến đó. 50 đô dọn cái này giữa con mắt đi nữa. Đây là cái hộp nơi mình chứa một số cái dụng cụ trong này. Khách hàng đâu? Chả có dụng cụ nào cả. Bên này là cái giường ngủ. Mình sẽ thức dậy vào 7 giờ mỗi sáng, tự động thức dậy. Nên đi ngủ sau 8 giờ tối. Đây là cái như gian hàng trưng bày á. Đống này chỉ là gác thôi. Cửa hàng gì sập sệ phết. Bây giờ chúng ta đã dạo một vòng quanh cửa hàng rồi đó. Bây giờ chúng ta phải gấp cái vũ khí đầu tiên nè. Gấp sao? Nhấn 1 để chọn cái đó là linh kiện đâu gấp. Trong cái kho đồ mình cũng chả có món gì nữa. Mình có thể ăn cái thực phẩm này nhưng mà tán dụng vô. Năng lượng nó hồi nhanh hơn hả? À hết tiền. Rồi ăn chưa? À đây, giờ mới ăn. Khó phết đó chứ. Ê! Đứng thử ngay cái vạch này nha. Cái vạch này. Chiều cao lên bảng trắng. Rồi chiều cao lên tầm này. Đây, đây, hơi cao, quá cao.
Sắp được rồi, sắp được rồi. Đủ đảng nha nó. Ông nào thiết kế ra mini game này làm cây cú phết nha. Ấy, mèo chơi nữa. Thì mèo chơi nữa đâu. Chỗ này giống cái mặt bằng trống vậy, có thể là sau này mình sẽ mở được cái cửa hàng qua đây luôn nè. Không có bản đồ nó đi hoài lạc luôn á. Bên này cái thành phố nó sao đỏ quá. Nó tan tác cái giờ này. Đây 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 shop đây, chắc mình lại đây mình mua mấy cái linh kiện về mình gấp á. Shop mình mở cửa từ 7 sáng đến 8 giờ tối, sau khi đóng cửa thì laser sẽ bị cưỡng bức ra khỏi cái cửa hàng này. Mình có thể thanh toán các mảnh linh kiện ở chỗ này. Cũng có thể sale mà ba cái đồ gác luôn. Mắc quá vậy. Cái này thì mình có rồi. Cái giá màu xanh này là sao ta? Hình như màu đỏ là nó đang giảm, là mình có thể mua vô nó có lãi á. Mình còn 270 rồi. Chết ở bên này còn nữa hả? Mắc quá vậy? Phải. Lên quảng là phá sản luôn đó nha. Rồi giờ chưa kịp thanh toán nữa. Sao đi chậm dữ vậy nè? Hết năng lượng hả? Nhận được cái băng cassette để mở thêm cái nhạc. Cái số 3 là đèn pin. Ông nào sợ gác đây. Tôi đã trốn chạy khỏi cái bầy dinh bia. Chưa kịp đọc nữa ông cốc. Gấp cây súng là anh em gấp từ khúc nào tới khúc nào? Đợi tí tôi phao game đưa ra coi hướng dẫn này. Ok. Thấy người ta cầm cái này để lên cái một trong à lên hả? Sao nãy bắt không được? Này vô cái này lắp vô cái cò. Cái súng này giá 52 đồng á. Sẽ đem đây bán quá.
cần phải hoàn thiện cái súng nữa. Lên được 52 đồng. Trên này là có cái ống ngắm hơn nữa phải không? Rồi ok chưa? Đây là khẩu quả mai đầu tiên của tôi, bắn được không? Rồi vốn khởi nghiệp mình chỉ có cây đó đó hả? Không được, phải từ cái gì đó đầu tiên mình mới lắp vô được. Đây, từ cái này. Không vừa rồi. Cái cán đây rồi tới cái nồng. Có khách không vậy? Ủa quên mở cửa. Cái đó cái bán rồi. Cái số 6 sao thôi. Như súng lục vậy. Thiếu cái ống ngắm. Chín chục đồng không biết có lại lời lãi gì không nữa. Khách đâu? Chơi lại đi, nãy tiền mình đi dọn gác ra giờ này. Đây, chúng ta bắt đầu là cái trò chơi mới à. Hồi nãy giờ coi như là thuốc thử rồi. Character game remote CN. Ok, ta bắt đầu là cái này. Cửa hàng đang mở. Rồi cái này là dọn gác. Cái này trải nghiệm khách hàng thôi. Cứ dọn ba cái gác cơ bản này trước đi, còn ba cái gác lớn lớn thì chưa cần đâu, nào giàu có đã tính. Đóng cửa đã. Cúc cúc cúc, anh đi mua đồ. Rồi ok. Màu đỏ này là sao ta? 142 màu tím, 152 màu tím, 184 màu tím. Tôi cảm giác màu đỏ nó cùi hơn phải không? Nè. Cái này 34 hả? Quất cái này đi. Thử mua mấy cái món đỏ đỏ này về làm cây nữa. Cái này ghẻ gom hết đi. Mình còn 200 đồng. Cái còi á. 200 đồng gom 3 này luôn. 107 đồng hết tiền. 107 40 52 còn 15 hồi đi ăn sáng.
mũ rồi, ok, cái còi. À mấy cái này nãy mình nhặt được nó tự về đây luôn. Còn đồ mình mua thì nó sẽ vô kho trong này. Bây giờ trước tiên thì chúng ta làm cái súng này đã. Năm mươi hai đồng cho nó cái ống ngắm, ống ngắm 34 à. Ống ngắm không được rồi. Đây 141 đồng bạn đó. Một cây. Bây giờ chúng ta lấy cái bầy cái gì ta, cái này à, chơi cái vàng màu tím đi cho nó có kinh tế, quên nó cứ nhắn eo hoài à. Nhớ logic cây bạc trồng tới ông ngắm tới cái bán súng màu xanh à, cái băng đạn cái loại nào ta, cái này mắc tiền nhất. Hai trăm đồng này tới cái ngắm này 38 36 30 tới cái mỏ, mỏ là này phải không, mỏ không có rồi chết rồi. Cái gì đây, ok lại. Ủa nó đưa mình 141 đồng phải không ta, còn thiếu cái mỏ, chạy đi mua cái mỏ. Nhanh lên chị ơi, 1 giờ chiều rồi, nguyên ngày bán được cây súng không? Ủa? À đây. Cái mỏ như là cái này. Thôi chết rồi, không đủ tiền rồi. Vậy là phá sản luôn hả? Trong này có thể nó có hướng dẫn mình cái gì đó. À đây có được cái mỏ màu vàng rồi, ba gà nó giấu đồ ở dọc. Kiểu này tốt nhất cũng nên làm cái mà ba lô nha. Gọi là cái súng chưa? Được luôn kìa. 245 đồng. Cảm giác là mua về mua nhiêu bán nhiêu thì làm gì có lãi đâu. Cái này nó chỉ cần là cái ống ngắm nữa thôi, hết cái ống ngắm luôn rồi.
Bà gồ đó. Bà gồ là cái này rồi. Bán gì sao có lãi? Để đi xin cửa luôn kìa. Này là cái gì đây ta? Đi lượm mót thì được cái gì? Rồi đi ngủ cho nó hồi phục sức khỏe lại, mai chúng ta tiếp tục cái chiến kinh doanh này. Cốp 81 gấp lắp vô lên 85 thì nãy giờ thấy toàn quỳ vốn không mà chứ làm sao mà có lãi được. Này hành gần hành cái shotgun này. Có mỗi món xúc xích một, hot dog một, ăn ngày qua ngày luôn. Đây có phần mà không thấy khách khứa nào hết trơn ta. Còn có 14 đồng thôi. Lấy 2 cộng với 34 là 136. Nó lời được 1 2 đồng à. 27. Lên được 3 mấy. 57 nữa. 57 với 171 là 228. Là được 4 đồng. Dưới này còn cái cờ lê này là gắn mấy cái này không? Ok, cứ dừng đó. What? Chưa xong cái súng hả? Súng mới nè anh ơi. Em mới có súng mới nè. Rồi anh vô mà nhà em đổ máu vậy đó hả? Chào. Tốt. Mười giờ sáng mới có khách mở hàng đó. Bạn nó không? Hello. Giờ vô kiểm kê cái kho mình ơi, coi thiếu những gì. Thiếu cái bay, thiếu cái cốp. Bay cốp giờ tất bật. Nè 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 anh ơi, súng này hợp với anh nè, đúng theo cái thời trang của anh luôn á. Anh vô anh đĩa cái cục gì vậy?
À, súng rồi, cút hết, cút hết. Hồi nãy không mua, bây giờ đi lội vô. Sao mấy thằng nào PC nó đi xuyên tường được mà mình chả đi được ta? Cái này rẻ rẻ, quốc phát đi. Mình hồi nãy là thiếu cái cốp phải không? Rồi bắt bắt. Cái này cái bay nè. Bay gom hết. Này đắt cái gì? Giờ giàu có rồi. Vô đây coi còn cái mod được gì không? Đồ ăn có mỗi chỗ này nó bán đồ ăn à, ăn món ăn hoài ngày ngày qua tháng nọ. Còn 80 đồng nhưng mà có thể chế được 2 cây súng. Vốn khởi nghiệp của mình nãy là 550 không ta, chơi cây súng cùi thôi. Một trắng 5 đồng à. Cái này là cái gì? Không lắp được cái nào hết trơn á. Cái mỏ ngoài trước. Rồi thêm cái bán hay sao, thành cái súng lục. Đây, súng 50 đồng. 2 giờ chiều rồi. Ngày làm cây súng là cũng chết. Tiếp theo là cây xanh lá. Xanh lá này cũng hạng cùi thôi, không có ngắm nữa là... Cái súng gì không ra hình thái gì anh nữa. Còn cây này hơi dị dị tí, anh nào mua không? Ông ngắm, ông ngắm, ông ngắm. Ông ngắm là cái nào? Ba gộ thì nhiều rồi. Đây là cái attachment ngày trước, cái phụ kiện nè. Này là bán xe cốp đây. Mắc quá vậy? Cái băng thì còn nhiều lắm. Đạn không ạ? À? Từ từ về em trả tiền nè anh nói gì. Đây 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 đây. Rồi, hấp xuống rồi đi về hết đi, cút đi. Để vô xả gác bùm bùm bừa bãi nha. Nào. Vẫn chưa đủ súng tiếp nên chơi mấy hàng thường thường này thôi.
còn thiếu cái mà cái dạng như cái cò ở đây, cái nọc trước băng đạn đó, súng này dạng phèn thôi. Nhìn sống vãi rồi. Em thấy sao? Ngủ luôn, ai tính? Sao ngủ vậy mà cũng có cát nữa? Quên ăn đây, không chịu chết rồi, ngộ độc thực phẩm rồi. Ăn có món ăn hoài ngày qua tháng nọ. Có súng này không ai vô mua cho nè. Rồi, giờ chơi cái xin sò kiếm vốn rồi. Ủa cái này không gắn được cái ba gồ không ta? Không được. Ủa sao cái này màu xanh lá mà tới 27 mà. Mày không gắn được nè. Mình còn thiếu khá nhiều cái ba gồ vậy mà không ngắm. Cái ba gồ này mắc tiền vãi ra. Cho mình cái hộp gì kìa, khách hàng lâu năm á. Chết rồi, hết tiền ăn sáng luôn rồi. Này có gì không? Yêu cầu mình phải mở 6 cái cửa sổ này ra nè, cái che cửa sổ nè. Nhưng mà tiền đâu mà. Không gắn được, cái đó là gắn cái gì ta?
Ủa cái đen ngoài trước là cái gì? Tách tách mình á. Chết rồi, không ai mua là đói bụng chết đó nghe không? Số 13 mà bán còn có 10 à? Kìa có khách rồi kìa, 169. Sao càng ngày càng thấy lỗ vậy ta? Mới 3 ngày à, kiếm đâu ra 150 mà gỡ mấy cái cửa sổ này trời. Cảm giác mình càng làm nó càng lỗ hơn sao vậy? Em 8 nè. Rồi nó đi súng được không? Súng có mấy chục đồng à. Bây giờ làm sao kiếm tiền nhanh đây? Bắt đầu hết linh kiện này. Vốn thì cảm giác là lỗ lỗ luôn rồi đó. Băng đạn thì còn khá nhiều nhưng mà nó cùi. Ủa đóng cửa mà ta. Đóng cửa sao mà nó vẫn vô được, nó mua súng mình vậy? Cần mua cái bay với cái bagel. Mấy cái bên này lúc nào nó cũng đắt hết vậy. Ảnh hứa cho bên đồ đâu. Để ăn sáng đó. Ăn có món ăn ngày đêm luôn. Chịch ghét là ớn món bánh mì hốt đó rồi đó. Vì cái màu đỏ là nó ngon nhất hả ta?
M87 à. Cảm giác lỗ lỗ sao á. Đây là do tôi lắp tầm 7 quá nên nó không dính dáng gì nhau. Làm càng lỗ lên sao ta? Mua thêm cây nữa không anh? Khuyến mãi 10%. Có cây nữa kìa. Cây nữa nào, mua nốt đi, thậm chí kiếm lời mà 3-4 đồng kiểu này sợ có khi không đủ tiền ăn sáng luôn. Cái bay cái cốp, nói chung là mình cần mua tất cả luôn. Thôi đi thôi, cắt không. Rồi, bye bye. Có món nào khác không chị ơi? Chị mở độc quyền ở đây không ai cạnh tranh với chị hết ta. Kìa kìa kìa, có khách kìa. Ủa? Hồi nãy tôi đi tôi nhớ còn cây súng hả? Không lẽ chậm nó ghê này. Không nhớ có phải gì không nữa. Hỏi cái gì thua lại coi ấy. Cái này có vẻ cùi cùi sao. Không ra nó thất bại rồi. Rồi tài sản mình còn có 2 cây súng à. Đi chiều ơi đi ngủ đi mai tính. Ủa không còn tí khách vớt được nhiêu vớt.
Anh mua súng không? Ra đứng trước cửa chào mời khách luôn. Hello. Có 7 loại cơ bản hả? 4, 6, 7 hả? À, đúng rồi. Rồi, rồi. Về phần áp shipping rồi. Cái màu vàng là cái cần thiết mình bắt buộc phải lắp vô, còn mấy cái kia là chỉ là mấy cái phần phụ họa trang trí thêm thôi. Sau khi hoàn thành này được cái khẩu súng cũng chả biết giá làm sao luôn, đói gì ra đây ăn. Xong rồi đặt súng ở đây bán, bỏ trong cửa hàng, anh có một cách ghé đó. Cảm giác nó lỗ lỗ sao á. Cảm giác nó lỗ vãi ra, càng kinh doanh càng lỗ là sao? Đói gì đi ngủ đi. Ngủ thức dậy là hết đói à. Vốn khởi nghiệp mình là 550, sau rất là nhiều ngày, 5 ngày buôn bán, làm việc bù đầu tối mặt hết trơn thì còn được 500. Thậm chí đồ ăn ăn cũng có vậy nữa, ngày ăn chỉ có 1-2 buổi à. Cuộc đời nó khổ cực vậy đó. Mua cái này 67 với 74 nha, hai cái tách bành anh em nhớ giá nha, 67 74, 67 74. Sao mấy cái này mắc quá vậy? Giật chéo leo thang anh. Nghe tiếng dùm bay nó kêu gào gào bên ngoài coi. Hình như lỗ thiệt rồi.
Hình như lỗ rồi anh em ơi, lỗ khá nặng luôn á, 200 tròn luôn nè. Chơi cái súng hoàng kim ơi, ống ngắm cả 5 đô à, băng đạn cũng 13, cây này không có băng đạn. Lắp được cái gì vô đó nữa không? Không. Không luôn. Súng xịn nào mua thêm cái đi. Đừng có 200 đồng mà. Cây này như trời, cây này 285 nữa, vậy là 485 là lỗ rồi. Suy nghĩ gì nữa, còn con cây một tao đập đầu mày, tủ xanh trộm cắp trộm nghe nhà nghèo nữa, tôi nhớ mặt mày rồi đó nha. Hàng gì hồi nãy cảm giác lỗ lỗ rồi, tôi không biết nó có phắn có cây súng nào nữa không. Bây giờ sản nghiệp mình xây dòng vốn là chỉ có 3 cây thôi, mà nó mút của mình cái nữa thì thôi rồi luôn, không ai mua hết à. Nó giờ không dám bỏ tiệm đi nữa nè. Hãy đi mua đồ ăn cái. Mà nếu game chỉ mới như vậy thì quá là ít tính năng luôn á. Chơi giả lập mà không có gì hết. Không ngắm gì mắt như này á. Nó về mất tiêu cây súng là tôi nghĩ game luôn á. Có một cách đi vô kìa. Hai cách đi vô nè. Này còn cái gì nữa ta? Ba gồ thì nó có rồi, sao vô đây nó hình màu trắng vậy này? Súng méo gì có 93 độc vậy nè. Ngồi cốp chả có nghe ông ngắm luôn. Ba gồ có mỗi hai cái cụ bắp nhất, rồi lắp tạm đi. Còn thiếu tí ống ngắm, chậm sáng sáu nha. Tôi đi mua cái ống ngắm về, tôi lắp vô thử luôn nè. Bốn bảy không
ngắm là 4 với 7 nha. Ngắm là 4 với 7, vô đây coi rồi 4 với 7 thì đúng giá mua luôn, 166 gắn 7 vô thì 173, lên được 175 là 2 đồng bạc. Thôi đi ngủ đã. Không biết nãy giờ chơi mình có bị thằng trộm nào nó mút mất cây súng không, chứ mà thâm hụt kinh tế dữ lắm đó. Bán cây là có vài đô rồi trời, chưa kể công làm việc đồ nữa chứ. Thôi không ngắm cùi quá. Ủa mở cửa nãy giờ mà không có khách hả? Ba mươi lăm với bảy 42 vừa đủ rồi. Về thấy mất tiêu cây súng là nghỉ game luôn nha. Bốn đi. 44 với 21. Có anh chọn không đó. Mười tám. Trăm lẻ ba. Mười hai. Mười hai vô thì lên được là 93. Đủ đảng mày. Đủ đảng mày. Đủ đảng mày. Hình như thiếu một cây phải không? Đáng nhiều không bị trộm nữa. Đó, trả tiền đàng hoàng. Nhưng mà vẫn lỗ lỗ sao đây? 96 nè. Chín sáu mà với 22 thì 118, lại được 4 đồng. Gắm cây súng gì lãi có 3-4 đồng á. Một hai ba bốn năm món, 5 món mình lãi bằng bữa ăn à. Thôi bán nốt của hôm nay nữa nghỉ thôi. Tầm ăn chỗ này là không ổn rồi. Chịu khó quá rồi. Chị nội chợ hàng thịt mà chị cũng vô đây mua súng à. Xã hội bây giờ có gan vậy đó. Hết ba gò, hết ống ngắm. Ba gò bắt buộc phải có để lắp vô đây.
gấp 25 đồng. Có quà gì cho em không? Đói cũng không có tiền ăn nữa. Rồi thôi, hôm nay tạm chơi đến đây thôi. Game này hơi ít content á. Bây giờ ra bản đầy đủ rồi chơi luôn. Tại hôm nay chơi đến đây thôi. Ok, bye bye nha.